Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây: tiềm năng phát triển từ các khu công nghiệp mới ở Hưng Yên, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, số đơn hàng tăng, chợ nông sản sông Hồng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho cả vùng, cơ quan chức năng trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về lĩnh vực hải quan. Tiếp đó là phóng sự tín hiệu khởi sắc với các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc trong quý 1 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thuận lợi về vị trí, hạ tầng đồng bộ từ điện năng, đường giao thông, nguồn lao động tay nghề cao, các chính sách về ưu đãi, đầu tư nên các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều không gian phát triển mới trong thời gian tới. Đến nay Hưng Yên có 17 khu công nghiệp được quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước, tổng diện tích khoảng 4.400 ha. Nhiều khu công nghiệp mới đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, đã có mặt bằng sạch, sẵn sàng tiếp nhận ngay dán vào đầu tư như khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5. Một số khu công nghiệp đã đầu tư trước cũ, tiếp tục được mở rộng thêm về diện tích như khu Thăng Long 2, phố Đối A, từ đó tạo ra nhiều không gian phát triển mới, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Tháng đầu tiên của năm mới 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút được 7 dự án vào đầu tư mới. Gồm có 4 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 58 triệu đô la Mỹ, 3 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 400 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có gần 2.140 dự án và đầu tư còn hiệu lực, trong đó có trên 1.600 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 309.000 tỷ đồng và hơn 510 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký trên 6,2 tỷ đô la Mỹ. Qua hơn một tháng đầu năm, số đơn hàng của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chuyên sản xuất hàng tiêu thụ nội địa tăng so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất hàng cơ khí thủy lợi với quy mô gần 30 công nhân. Năm 2022, tổng doanh thu chỉ đạt gần 50 tỷ đồng. Quý tư năm trước, số đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng. Tín hiệu từ thị trường 2 tháng đầu tiên của năm mới 2023 đã có nhiều khởi sắc hơn. So với cùng kỳ năm trước, lượng hàng doanh nghiệp ký kết tăng gần 30%. Công ty chúng tôi là không ngừng đầu tư về máy móc, công nghệ cũng như con người. Từ đó để nâng cao về năng suất lao động, đồng thời để giảm giá thành của sản phẩm, tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó mà công ty mới có thể tồn tại được. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2023, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt cao là điều kiện để chính phủ triển khai tiếp các gói hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư công cho cơ sở hạ tầng. Từ đó sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh doanh phát triển. Năm 2023 cũng là năm cuối, chính phủ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được thông qua. Thưa quý vị và các bạn, dù mới đi vào hoạt động hơn một tháng trở lại đây, nhưng chợ nông sản sông Hồng trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, hoa quả cho bà con nông dân trong vùng. Chợ có diện tích 2 hectare, gồm các khu kinh doanh thực phẩm, bãi tập kết hàng, khu chợ ngoài trời và gần 400 kiosk điểm bán hàng 24/24 giờ. Kể từ khi đi vào hoạt động, bình quân mỗi ngày có trên 1.000 phương tiện vận chuyển 700 tấn hoa quả, hàng nông sản đi và đến để phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiểu thương vào họp chợ được miễn tiền thuê ký ốt trong 2 năm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương, thì chúng tôi đang có chương trình miễn phí 2 năm đối với tất cả các điểm bán hàng. Mừng Xuân Quý Mão thì chúng tôi có tổ chức bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 150 triệu. Chợ nông sản sông Hồng do công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu sông Hồng làm chủ đầu tư. Chợ tiếp giáp đường tỉnh 379-382, tiện lợi vận chuyển hàng đi thị trường Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại hotline của chương trình 0363-089-089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp, cá nhân về nhiều lĩnh vực liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: thời hạn làm thủ tục hải quan cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu là bao lâu? Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe phần trả lời câu hỏi đến từ đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên. Theo quy định, cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp xuất trình hồ sơ hải quan. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan theo quy định thì thời hạn công chức hải quan
hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan. Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, về y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại, việc kiểm tra phức tạp thì chủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày. Quý doanh nghiệp có những câu hỏi cần sự trả lời của các cơ quan chức năng liên quan, xin gửi về địa chỉ chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại 0363 089089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên @gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là một trong 5 tỉnh có quy mô sản xuất gia công hàng may mặc lớn nhất cả nước với gần 100.000 lao động. Các doanh nghiệp may có vai trò lớn trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Trong nhiều năm liền, một số doanh nghiệp may luôn nằm trong top đầu tỉnh về tiền lương, thưởng Tết cao, người lao động. Vượt qua khó khăn ở những thời gian ngắn, năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc với các doanh nghiệp may mặc. Khác mọi năm, phiên giao dịch việc làm đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 chỉ có hơn 20 lao động đến đăng ký tìm việc. Theo lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, sau đợt nghỉ Tết, đa số người lao động đều đã trở lại doanh nghiệp làm việc. Tỷ lệ biến động thiếu không nhiều, trong khi ở những năm trước, cứ sau nghỉ Tết, doanh nghiệp may mặc thường nằm trong nhóm bị biến động thiếu lao động nhiều nhất. Điều này khẳng định môi trường làm việc, thu nhập của nhóm doanh nghiệp này đã giữ chân được người lao động. Chúng tôi vẫn dự kiến có thể đạt mức kim ngạch xuất khẩu của năm 2023 của toàn ngành dệt may Việt Nam vẫn có thể đạt 747 tỷ, tức là tăng 5% so với năm 2022 này. Nhờ linh hoạt dịch chuyển đơn hàng từ dệt kim sang dệt thoi mà 4.000 công nhân của công ty Thiên Sơn Hưng Yên tại 3 nhà máy ở tỉnh Hưng Yên và Hà Nam vẫn giữ vững việc làm, thu nhập sau Tết, giúp người lao động thêm gắn bó với công ty. Mặc dù là dịch bệnh như vậy nhưng mà ra là công ty em là công việc rất là ổn định và bình quân lương cả năm là cũng được trên 10 triệu một tháng ạ. Và các chế độ làm việc ở đây thì nói chung là bọn em cũng rất là hài lòng với lại các cái chế độ làm việc ở công ty. Mùng 6 Tết thì tất cả cán bộ công nhân viên đã quay trở lại làm việc bình thường và chắc chắn năm 2023 là thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ cao hơn năm 2022. Dù biến động thiếu lao động không nhiều nhưng sau Tết các doanh nghiệp may đều có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động mới và làm việc để kịp tiến độ những đơn hàng đã có. Trong đó, không ít doanh nghiệp đã ký trực tiếp được những đơn hàng mới có tính dài hơi với doanh số lớn. Thành quả là công ty chúng tôi đã đạt được là tự hào là một doanh nghiệp may đầu tiên của Việt Nam ký trực tiếp đơn hàng với Unikino của Nhật Bản cho những đơn hàng rất là dài hạn để nhằm đảm bảo ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Hiện nay Việt Nam đã có 15 hiệp định thương mại tự do có hiệu lực với tổng cộng 53 đối tác thương mại ở 4 châu lục. Đây là lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần ở các thị trường. Cùng với đó, Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được lưu thông hơn. Đây cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt có bứt phá hơn trong năm 2023 này. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này xin dừng tại đây. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi liên quan về các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần sự trả lời, giải đáp của các ngành hữu quan. Xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email donghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.